xin kính chào quý vị khán giả, xin chào các bình luận viên. Vì lịch đang rất hấp dẫn, xem những trận đấu quả thật là mang lại rất nhiều những cảm xúc. Ví dụ như trận là Nam Định với cả Hà Nội, xem rất hay trong những cái giây phút bù giờ cuối cùng của chúng ta chứng kiến tới 3 bàn thắng, đúng không? Rồi Nam Định tưởng chừng đã thua thì lại lội ngược dòng và giành chiến thắng. Và tất cả những trận đấu nó mang lại rất nhiều những cái thi vị bởi vì nó có những cái quyết định mà sẽ gây tranh cãi mọi người sẽ bàn xem là việt vị hay chưa, rồi kẻ ba đã đúng hay chưa, rồi tất cả các tình huống như thế, tôi cho rằng là nó rất là hay cho bóng đá của của chúng ta. À, đó là những cái điểm tích cực về V-League, đúng không? Có những cái điểm mà không tích cực lắm đối với một số đội bóng, ví dụ như cái chuỗi thất bại, chuỗi không thắng liên tục của Thể Công Việt Nam, rồi của Hải Phòng chẳng hạn. Đó là những cái chuyện mà rất là khó lý giải khi mà Thể Công chẳng hạn là có trong tay của bóng vàng Việt Nam Hoàng Đức tân huấn luyện viên Đức Thắng cũng người rất là dày dạn kinh nghiệm trên đấu trường V-League nhưng cuối cùng thì họ vẫn chưa có được cái thành tích nào được như mong muốn và bây giờ họ đã tụt xuống vị trí thứ 12. Thậm chí tình hình này là không được cải thiện kịp thời thì thì cái họ còn còn là ứng cử viên của việc đua chú hạng đấy. Đấy là vấn đề rất là lớn mà tuần này thì thể công lại gặp chính Hải Phòng. Hai đội đang cùng cơn Mỹ cực anh Tùng lý giải thế nào về chuyện này? tôi nghĩ rằng là cái mùa giải năm nay là cái mùa giải chắc chắn là không có được cái sự chuẩn bị tốt của thể công viettel rồi và chúng ta nhìn thấy một cái điều nó phản ánh tương đối rõ là chất lượng cầu thủ ngoại ở trận đấu vừa rồi thì bruno không đá esam đá và esam thì chúng ta cũng hiểu được rằng là cái cái cái, cái gọi là tâm thế của anh ấy khi mà vào trận ấy nó cũng không thật sự là ổn định đó là chưa kể đến trường hợp của raha một tiền vệ đã vốn là trụ cột của viettel trong À, những mùa giải trước nhưng ở cái thời điểm này thì có vẻ như anh ấy cũng đang hướng đến một cái tương lai với một cái màu áo khác chứ không phải là thể công việt nam nữa thế nên là cái với một cái tâm trạng thi đấu như thế thì cái khả năng để họ, họ bộc lộ hết được cái 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 chất lượng ấy là điều rất là khó à, đó là chưa kể đến cái việc là cái um, tâm lý thi đấu cái sự tập trung thi đấu của một số cầu thủ nội cũng chưa phải ở mức độ tốt nhất Hoàng Đức tôi cho rằng là một hai trận đấu gần đây đã chơi với một cái nỗ lực rất là lớn và cái chất lượng chơi của anh ấy không tệ đâu. Thế nhưng mà một mình anh thì đương nhiên không thể gánh được cả một cái tập thể nhiều người chơi với cái phong độ trung bình như thế và có một cái điều mà tôi thực sự là hơi 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 bất ngờ ấy là cái cách tổ chức phòng ngự của Đức Thắng trong một hai trận đấu gần đây đặc biệt là trận đấu gặp Quảng Nam vừa rồi, rồi thì những cái cách cách tổ tổ chức phòng ngự như thế thì nó nó rất khó có thể đảm bảo được một cái một cái thế trận À, trong khi chúng ta vẫn biết rằng là đức thắng vốn dĩ là luôn hướng đến một cái cách chơi trước tiên là phải là an toàn sau đó mới là dẫn cái chuyện là kiểm soát bóng và kiểm soát trận đấu nhưng mà ở cái trận đấu trước thì không nói nhưng mà trận vừa rồi ở quảng nam là tôi cảm giác là cái cái tổ chức phòng ngự là không thật tốt à, bên cạnh đó thì cũng có một vài cái chi tiết mà tôi cho rằng là nó cũng hơi thiếu may mắn cho cho thể công việt ten nhưng nhìn chung thì với tình thế của Uh, giải đấu tình thế của uh, cái cái chặng đường đã qua thì thể công người ta đương nhiên vào lúc này cần phải hết sức là chắc chiêu và hãy đặt cái mục tiêu nó phù hợp. Chắc chắn là phải như vậy, chứ không thể còn là đặt ra một cái mục tiêu cao ví dụ như là top 3 hoặc là cao hơn nữa ở cái phần còn lại của mùa giải được đâu. Uh, và tôi nghĩ rằng là với cái cái khả năng mà sẽ chọn được cầu thủ ngoại mới thay thế ở một hai vòng đấu tới thì mọi chuyện có thể nó sẽ khả dĩ hơn quả thật mà nói có một điều tương đối oái oăm tương đối chớ treo rằng là kể từ khi trở lại cái tên thể công rất là oai hùng thì thành tích của đội bóng này lại rất là tệ áp lực nhiều hơn thành rất là tệ luôn và và nếu như cuối tuần này họ lại tiếp tục thất bại trên sân lạch chay của hải phòng nữa thì không biết là tình sẽ còn tệ đến đâu Đúng không? thì cái câu chuyện này sẽ là câu chuyện sẽ phải giải quyết rất là, 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 là cơ bản rất là rốt ráo và, và quả thật là ở v league thì đội nào cũng vậy thôi cái lực lượng ngoại binh nó đóng vai trò hết sức là quan trọng. Và ngoại binh của Việt Nam năm nay nó không không được tốt như thế thì rõ ràng là đội bóng này gặp rất nhiều khó khăn. Và đây là cái điều mà chúng tôi đối, tôi nghĩ đấy là một cái bất ngờ của v năm nay đấy. Nhưng ngoại mà... binh thực ra với Hải Phòng thì tôi nghĩ là tốt hơn so với cái thể công ta nếu như so sánh trực tiếp. Bởi vì lưu Cao nhìn chung vẫn là dân là, là 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 gọi là sung sáo và cái chất lượng thi đấu của anh ấy ổn. À, trường hợp của anh uh, Pande -pand thì ở mức độ tương đối thôi nhưng cũng vẫn còn còn là chỗ dựa à, còn anh Biku là tốt nhé ừ. anh Biku là 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 vẫn là người mà như là ở cái chỗ giữa sân đấy anh vẫn là một trong những tiền vệ vào loại hàng đầu của của v vấn đề lại của hải phòng lại là vấn đề của các thủ nội một số cầu thủ tôi, tôi, cảm giác là năm nay họ không có được cái phong độ không có được cái hưng phấn như ở cái mùa giải trước và đây chính là vấn đề của hải phòng dẫn đến cả một cái chuỗi trận ba trận thua liền và vừa vừa rồi cũng chỉ là một trận hòa năm trận rồi. mới có một điểm đấy đúng rồi bốn trận thua và một trận hòa đấy đúng không? thực ra lu cao mấy trận gần đây phong độ của anh ấy cũng xuống và cho thấy cách chơi của phòng mùa trước ấy thì hải huy là vị trí rất quan trọng năm nay hải huy chuyển đi em à, phải đá tiền vệ nhiều hơn thành ra là mất cái người chia lửa với lu cao trước là hay có cái kiểu là lu cao trận nào đấy anh ấy hoặc là đối tác nào đó của em mất phong độ thì anh ấy lấp vào cái chỗ đấy thì bây giờ thường xuyên là em lùi xuống đá tiền vệ và một mắt xích rất quan trọng nữa là thủ môn đình triệu mùa giải trước bắt tốt được gọi lên tuyển nhưng mà gần đây đình triệu cũng không còn được một sự vững vàng hào phòng ngự thì cũng hay bị giật mình khi phản công nói chung là tôi thấy hải phòng nhiều cầu thủ bị mất phong độ và và ngoại binh thì anh chàng bi cubisante vẫn là tiền về trụ vào loại hay nhưng mà cái cái vốn là hải phòng mùa trước đá được như vậy cũng là cầu thủ trong nước là phải rất là thăng hoa phải gọi là vượt trên khả năng của mình rồi nhưng năm nay lại không đạt được khả năng như thế thì là họ xuống cả đội trái ngược với hình ảnh của thể công thì công an hà nội lại đang rất là thăng hoa với 3 trận thắng liên tiếp dưới thời của kia ti Sắc cộng với chiến thắng ở trận đấu cúp nữa nha. Uh, Thế là 4 trận liên tiếp. 4 trận Như là công an đã đang rất là chơi rất là hay và kia ti Sắc có vẻ như là được thả vào đúng chỗ. Đúng rồi. Tôi từng nghe rất nhiều những câu chuyện mà mang tính tích cực liên quan đến anh kia ti Sắc liên quan đến cái giai đoạn vừa qua. Ví dụ như là anh ấy nói chuyện với từng cầu thủ một, trong đó nói chuyện rất nhiều với quang hải chẳng hạn. Chúng ta để ý là quang hải trong những trận đấu gần đây đều cực kỳ hay và cái trận thắng đông á vừa rồi là một cái trận đấu mà hải bắt đầu trở lại chúng ta nhìn thấy cái hình dáng của anh ấy cái đây rất là nhiều năm và ở đây nó còn là cái, cái sự điều chỉnh nữa tôi, tôi chỉ nói đến trường hợp của quang hải với các anh bổ sung thêm Quang hải được chơi tự do hơn trước rất là nhiều vẫn có những vẫn có những quả cầm bóng ở ở cánh nhưng có những quả sẵn sàng đâm vào trong và chơi rất là tốt và có một điều nữa là nhìn câu hà nội đá những trận đấu gần đây tôi có cảm giác rằng là cái sự nặng nề rất như nặng nề ở dưới cái thời trước ấy của ông của ông go bây giờ nó không còn nữa và đội bóng này như kiểu có một cái sự gì đấy nó giải tỏa tốt hơn thì ở đây cũng cho thấy rằng là cái xác là một huấn luyện viên làm tâm lý rất là tốt vẫn những con người như thế vẫn những cầu thủ hay như thế và bây giờ họ họ cởi bỏ được được cái áp lực của mình họ chơi hay và ba cầu thủ ghi bàn trận vừa rồi đều là những tuyển thủ quốc gia và tôi tin rằng là cái phong độ tốt của họ sẽ tiếp tục tạo áp lực lên huấn luyện viên trusie khi mà ông ấy chuẩn bị tập trung đội hình cho cho hai trận đấu với cả indonesia và cái sự trở lại của họ theo phong độ như này của công an hà nội là một điều tốt đấy, rất tốt luôn. Và tôi nghĩ rằng là cái việc hồ tuấn tài rồi quang thanh rồi văn thanh văn rồi quang Thành. hải đều ghi bàn ở trận đấu của công an nội và đều là những tuyển thủ quốc gia ngày gia trước đấy. đúng không? Và bây giờ thì rõ ràng là ông chu xe không sẽ thể không dùng suy nghĩ và bên cạnh đó đừng quên rằng ở trận hà nội những tiền đạo như là văn toàn hay là phạm tuấn hải vẫn đang giữ bàn rất là đều và của đã rất hải hay luôn. quá đẹp trong ừ, khi... siêu phẩm luôn siêu phẩm trong thật khi, uh, những cái kết quả tốt của công an hà nội đặc biệt là trận đấu vừa rồi cả đông á thanh hóa thì uh, chúng ta nhìn thấy uh, cái cái sự hiểu biết của kia sắc với v league uh, với các cầu thủ của ông ấy và kể cả đối thủ nhưng uh, tôi cho rằng uh, là trong cái thành công này của kia tí sắc ấy, nó có vẫn có một cái bóng dáng của một cái người cũ anh Trần Tiến Đại. Vâng. Tôi nói thật là là nhiều người luôn luôn nhìn ở anh Trần Tiến Đại theo cái góc độ của một cái gì đấy nó hơi gọi là ờ khùng khầm theo kiểu Việt Nam. như kiểu Vĩ Lích Thì nhưng mà bỏ qua những cái chuyện mà 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 giang hồ hay đồn thổi đi. Tôi cho rằng là cái sự hiểu biết của anh anh Trần Tiến Đại trong cái việc điều chỉnh về mặt chiến thuật kết hợp với cái cái phong cách làm việc của kia tí sắc ấy. Kiên sắc là một người rất thông minh, rất khôn ngoan, rất hiểu cầu thủ, rất tâm lý với các cầu thủ. Đấy, nhưng ngoài ra thì anh ấy còn có một cái chi tiết mà tuần trước trong chương trình này tôi đã nói đó là anh ấy rất biết lắng nghe, anh ấy rất biết cách điều chỉnh để làm thế nào đó là hiệu quả nhất, tối ưu nhất những cái gì anh ấy có và cái tác động của ban lãnh đạo cũ ở công an hà nội nó nó vẫn có và cái tác động đấy được kia thì sắc đón nhận một cách hết sức là là mềm mỏng và cái cái tính cách đấy nó đã vốn dĩ nó đã từng có ở hoàng anh gia lai trong rất nhiều năm nhé bởi vì không ấy nếu mà anh cái tính sắc mà anh ấy luôn luôn cá tính ấy, thì chúng ta hiểu là có những thời điểm mà hoàng anh gia lai khó như thế ừ. thì anh ấy sẽ sẽ phải đứng kiểu khác ấy. Ừ. Thế nhưng anh ấy luôn luôn rất là, là mềm mỏng vẫn à, làm đúng không là, là... đấy thì, khi hình ảnh này tôi mới nói rằng là nếu mà trong trường hợp đấy là pop pop thì câu chuyện có thể nó sẽ khác câu, đấy. câu chuyện nó là khác, làm... <laughs> <Có điều> khác <laughs> lắm đấy đúng à, không à? Nhưng Không, như cái câu chuyện pop pop thì nữa có lẽ chúng ta sẽ nói kiểu khác bởi vì là nhưng mà vấn đề là kia đi sắc và tôi tôi nghĩ rằng là cái ảnh hưởng của bộ tham mưu ở công an hà nội nó có cái tác động bởi vì nhìn cái trận đấu gặp đồng An thanh hóa chúng ta thấy rằng là cái cách chơi của công an, công hà nội nó nó có cường độ nó có áp lực nhưng sau đó làm cái sự điều chỉnh làm sao đó để phá được cái lối chơi của đồng An thanh hóa bởi vì bây giờ nếu mà chúng ta thấy rằng trước khi bước vào trận đấu và thực ra trong trận đấu đó đồng An thanh hóa vẫn có thể chơi với cường độ cao nhưng vấn đề là cái cách đá của đồng An thanh hóa đã bị băm nhỏ ra băm nhỏ ra và không thể liên kết được nữa và cái liên kết cái hay của của Công an Hà Nội ở chỗ đó chứ không phải đây là một trận đấu mà kia Thị Sắc yêu cầu các học trò là phải chứng minh rằng họ là các tuyển thủ quốc gia theo cái nghĩa là phải tổ chức một cái lối chơi nó rất là nhuyễn phải một lối chơi áp áp lực ở trên hoàn toàn và từ trên ừ. hoàn toàn không phải ừ. vấn đề chỗ là khôn ngoan để tận dụng trận đấu và phá được cái lối chơi đối phương và phát huy được những cái gì hay nhất của mình 10 phút đầu của trận đấu nó một kiểu và 9, 80 phút còn lại thì nó là một kiểu khác và cái kiểu nào thì kiểu cuối cùng là công an hà nội nắm cái chắc cái thế trận trong tay và họ có được kết quả mà họ mong muốn đó là một chiến thắng và uh, sau những cái nghi ngờ ban đầu rồi uh, lộn xộn rồi uh, lung tung cả trong việc là huấn luyện viên rồi đội bóng rồi kết quả uh, ở giai đoạn đầu thì bây giờ công an nội đang thực sự trở thành một ứng cử viên cho chức vô địch năm nay và họ là đương kim vô địch mà nên là họ đang có nhiều cơ hội để bảo vệ uh, danh hiệu của mình uh, và cũng là một bất ngờ nữa khi đến giai đoạn này thì thép xanh nam định đội bóng quê của anh huy đấy yeah. vẫn đang uh, là đội uh, dẫn đầu bảng và câu Hà Nội và thép Xanh Nam Định thì nó có những cái liên hệ nhất định. Đấy. Hai đội đội này mà theo tôi nhớ là đá với nhau nhiều nhất đấy. Đá ừ, hữu liên, liên tục tập với nhau suốt. Ấy. Nói nôm na là những nhà đầu tư và hai đội bóng với cái lượng đầu tư lớn là hai anh em ruột, thì họ rất là hiểu nhau và hay đá tập với nhau. À, thực ra câu Hà Nội đón kia tý Sắc về là tôi không có bất ngờ chút nào khi anh thành công. Anh là người rất là khéo léo. Mới nhất à, trong buổi họp báo sau trận gặp thanh hóa, anh còn nói rằng là tôi cố gắng có cái định hướng để câu Hà Nội là đá giống như đội tuyển qua đó là quân của tôi lên tuyển nhiều để ông Tuchel nghe vậy chắc chắn cũng phải để ý và quả thật là anh dùng ngôi sao rất là tốt không có một chút băn khoăn gì trong cái việc dùng hồ tấn tài và văn thanh cùng nhau cả văn thanh tự đẩy lên đá tiền vệ Quang Hải anh, anh cũng tiết dùng chú ý. rất khéo nói chung là đây là con người rất khéo léo chuyên môn giỏi có một cái độ lọc lõi của một cầu thủ giỏi ngày trước và anh ấy cũng rất hiểu đối phương ừ. tuy từng đối thủ mà anh ấy ra đòn thế nào đấy nhấn nhá thì phải nói trước đây của anh gia lai hồi đầu mùa là anh bị gọi là thiếu chất liệu quá nó nó trong một giai đoạn nó bị xuống quá. chứ về đội này thì đúng là anh như con hổ được trả về rừng. Và, và đừng quên rằng là nó là dream team đấy. Vâng, và đừng quên đừng là, là là cái cái giai đoạn đầu khi anh dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai thì Hoàng Anh Gia Lai cũng có chuỗi đoạn cực kỳ tốt. cái mùa giải mà trước khi bị và bị ngắt đấy, covid đấy, ngắt đấy, covid đấy. đấy là Hoàng Gia Lai đang đá rất là tốt. Đúng không? thì <laughs> đấy là nó nghĩa là nó, anh ấy chứng tỏ được cái cái, cái 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 năng lực của mình. Thế còn với Nam Định thì tôi xin nói thêm là uh, Nam Định uh, cho đến cuối mùa trước thì Vũ Hồng Việt vẫn bị những sự nghi ngờ. À, tuy nhiên lãnh đạo của Nam Định là cũng uh, rất là tin tưởng vào Vũ Công Việt và năm nay thì đội bóng có thêm những sự tăng cường. À, đặc biệt cái bộ ba tấn công của họ rất là hay. Đó ra Phan Sơn rồi là Văn Toàn rồi là cả những cái vệ tinh xung quanh nữa. Hemdeo thì rất tuyệt vời. Nói thật là cứ mỗi vòng đấu xem Hemdeo đá thì tôi lại mong là làm sao đấy mà chúng ta nới rộng cái nhập, nhập tịch, tịch ra <laughs> có một hả người hả? như thế mà, mà nhập tịch vào thì quá tuyệt vời ở tuyến dưới cái sự gọi là có những chút lơ là của phòng ngự được bù đắp bởi anh chàng trung vệ người Rumani hôm vừa rồi đá rất là tốt thì...